mong con từng phút giây. Ước muốn sinh con trai vào năm châu vàng của vợ chồng Trung Hạnh bị ngáng trở bởi vị giám đốc công ty Trung làm việc. Ông ta dành chỉ tiêu sinh con năm châu vàng cho một người khác trong công ty. Thế là vợ chồng Trung Hạnh bắt đầu hành trình chạy quota để được sinh con. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đây. Kết cục như mơ với hai châu vàng được sinh hạ khiến hạnh phúc của Trung và Hạnh thật tròn đầy sau bao vất vả. Mời quý khán giả cùng đón xem bộ phim hài Việt Nam Châu Vàng Như Ý trên kênh SCTV1. Đừng có ngần ngại, ngộ đây sẽ quằn quại giống như con chó dại. Cuộc sống đầy những bộn bề lo toan. Những phút thư giãn thực sự là liều thuốc tinh thần giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng. Dưới góc nhìn hài hước, gặp nhau cuối tuần chắc chắn sẽ là góc giải trí lý tưởng cho bạn. Với đủ mọi cung bậc của tiếng cười, từ nhẹ nhàng đến trào lộng, từ bình dị đến đả kích sâu cay. Hãy để gặp nhau cuối tuần đồng hành cùng cuộc sống của bạn. Cô Vinh không học lớp 1 rồi. Chương trình gặp nhau cuối tuần phát sóng trên kênh SCTV1. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Xã hội ngày càng bận rộn, cuộc sống ngày càng hối hả. Bạn cần một không gian vui vẻ thoải mái như một thế giới khác chào đón bạn. Khi hài SCTV1 sẽ là nơi tràn ngập tiếng cười. Dù bạn là ai, làm nghề gì, yêu thích sự hài hước thâm trầm hay bình dị sảng khoái đều sẽ được thỏa mãn lựa chọn. SCTV1 quy tụ dàn diễn viên hài lừng danh hai miền Nam Bắc, các tiểu phẩm hài đặc sắc, các chương trình hài ấn tượng. Quan niệm một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ của người xưa càng đúng trong thời đại ngày nay. Kính mời quý khán giả cùng đón xem hài SCTV1 để có được những tràng cười bất tận. Sân phòng Đắc Ý Lâu vừa được khai trương, phi tỷ Hoa Mãn Kiều đã phải đối đầu với Lộ Thanh Vân. Trong khi đó, Tưởng đã khống chế được Mạnh Di Phi bằng rượu độc. Ngô Tam Quế đẩy anh đến thành phủ Dung tìm dùng cách hoa báu. Hoa Mãn Kiều hài hước nhưng phản ứng, Mạnh Di Phi tốt bụng nhưng mà mẫn. Hãy cùng đón xem họ hóa giải những âm mưu thủ đoạn tàn ác ra sao trong những tập đầu của bộ phim Hoa Mãn Kiều trên kênh SCTV1. Thank you.
nhẹ nhàng nhưng mà nó làm cho ta đau khổ. Đâu nó vậy? Là nó là ai ạ? Là con ruồi. Thưa quý vị và các bạn, qua một tuần làm việc bận rộn và căng thẳng thì tất cả chúng ta đều mong muốn có được những giây phút nghỉ ngơi thư giãn thật thoải mái. Được ngồi trước màn ảnh nhỏ cùng gia đình để xem những chương trình truyền hình hay mới lạ và hấp dẫn là một điều hết sức bổ ích. Và xuất phát từ điều đó thì chúng tôi, những người làm truyền hình đã cố gắng tìm tòi và thể nghiệm một chuyên mục mới với tên gọi Gặp Nhau Cuối Tuần với các đề mục phim hài, đối thoại với một người, nói nhỏ cùng nghe với bác sĩ Hoa Súng và Bệnh viện Tâm Hồn. Chúng tôi cũng hy vọng rằng qua chuyên mục này sẽ đem đến cho tất cả quý vị khán giả những giây phút nghỉ ngơi thư giãn thật thoải mái nhưng cũng hết sức thú vị qua lăng kính hài hước trước rất nhiều vấn đề của cuộc sống ngày hôm nay.